có đập đó thì xuống hàm. Giờ anh lại. Ây cha. Nói chung cái đội máy này thì của ơi. Đứng cỡ nào. Ây cha. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn cùng xem nha. Bây giờ máy kéo này là hỗ trợ cho cây 93 các bạn. Giờ chạy qua giải cứu tiếp cây 75 bị lầy dẻo các bạn ơi. Chạy mới cắt lên trời. Ồ. Vậy là tính hai máy kéo kéo à? Đi đủ đồ kéo. Nó lại tính là chắc là tính là đang 93 qua kéo mà chiếc máy kéo lên này nha các bạn. Để coi cho nổi không. Như máy kéo là phải hai máy. Rồi các bạn cùng xem nha, bây giờ tiếp tục cây 93 lên hỗ trợ tiếp nha. Chứ giờ ở đây thì máy kéo mình kéo không lên nha các bạn. Giờ hỗ trợ cây 93 lên để kéo tiếp. Rồi cây 93 với cây 75 này thì chung chủ nha các bạn. Bây giờ lầy lúng thì anh em hỗ trợ nhau. Chín ba này, 93 đầy cũ. Đầy cha. Dạ con nó đủ má mà tao bẻ cổ mày loại sao vậy? Anh chị, ba chị tiếp. Là chị. Dạ con rồi bẻ cổ luôn. Rồi đang chạy lên các bạn. Rồi cái này. Cái này lên hàm 95 lại chưa ta? Không 95 mấy đó. Phút luôn hả? Cái này lên hàm 95 lại nha các bạn. Có đợt đó thì xuống hàm. Giờ lên lại. Hay cha. Nói chung cái đội máy này thì của anh Khoa nha các bạn. Anh Khoa cũng nhiều máy lắm á. Hiện tại thì một cây 93 và cây DC 100 với mới sắm cây 75. Rồi. Xong rồi mình cũng có vô ngay nhà mình quay cho các bạn xem á. Rồi, là chỉ có 93 mới hỗ trợ thôi. Để coi coi. Sao đây các bạn? Rồi, bây giờ là buộc dây nha. 93 kéo buộc phải lên này nha các bạn. Có cái máy kéo nó không có thế rồi chứ máy cắt thì nó nặng hơn á. Cái độ nặng nó gịch được. Nó bị phập một cái một.
bởi vì mấy kéo giật cái bụi trời nó lại nhóm hai cái cho bay lên bàn chín bàn ừ. Mấy con này các bạn nó có bao nhiêu đây à, mà có không có thế mình không có lên được á. 93 là nhóm hai cái bài. Quá trời xinh. Rồi bây giờ xong rồi đó. Chỉnh lắm. Tại cái mỏ nãy nó bị bợ vô cái bợ vô cái này nè. Cho nên nó đóng chỉnh gì đó. Rồi giờ xong rồi thì bắt đầu là tiếp tục qua đây xử cái miếng bên đây các bạn. Nghe nói bên đây nó cũng còn một số dẻo anh chừa lại đó, cái dẻo dữ lắm luôn. Kéo chạy rồi. Chế chạy giỏi lắm nha bạn, là chế máy cắt luôn á. Bạn ơi, qua mẫu.
sức bắp nha các bạn. Nó tới 75 mã lực. Dẻo lái hôm qua luôn các bạn thấy không?